Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Kiến thức pháp luật của Luật Việt Nam với những thông tin pháp luật hữu ích liên quan đến nhiều đối tượng. Và sau đây là nội dung chính của video ngày hôm nay. Chào bạn, tôi là An. Sau khi thất nghiệp vì Covid-19, tôi dự định mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ nhỏ để kinh doanh ngay tại nhà. Nhiều người bảo tôi phải đi đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Hôm nay, hãy cùng tôi tìm hiểu về thủ tục này. Tôi được biết văn bản đang quy định về vấn đề này là Nghị định 78 năm 2015 của Chính phủ. Tôi tìm văn bản này trên trang web luatvietnam.vn. Sau một hồi tìm hiểu, tôi rút ra một vài đặc điểm về hộ kinh doanh như sau. Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân như đa phần các loại hình doanh nghiệp khác. Hộ gia đình hoặc cá nhân đều có thể đăng ký hộ kinh doanh, nhưng các thành viên của hộ kinh doanh phải đều là người Việt Nam. Hộ kinh doanh chỉ được phép kinh doanh tại một địa điểm. Hộ kinh doanh chỉ được phép sử dụng không quá 10 lao động. Mỗi cá nhân, hộ gia đình chỉ được phép đăng ký một hộ kinh doanh duy nhất. Sau khi thấy mình đáp ứng đầy đủ điều kiện, tôi tiến hành ngay thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Tưởng thủ tục lằng nhằng rắc rối, nhưng thật ra rất đơn giản, tôi chỉ cần chuẩn bị các giấy tờ bao gồm giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Giấy này được ban hành kèm theo thông tư 02 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cách nhanh nhất là tôi tải mẫu này về trên website luatvietnam.vn và điền các thông tin cần thiết. Bản sao hợp lệ của chứng minh nhân dân hoặc bản sao căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Thế nào là bản sao hợp lệ? Tức là bản photo có chứng thực hoặc là photo kèm với bản chính để đối chiếu. Sau khi chuẩn bị đủ các giấy tờ trên, tôi đến nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt điểm kinh doanh. Do tôi mở cửa hàng tạp hóa tại nhà nên nơi nộp giấy tờ cũng chính là cơ quan đăng ký kinh doanh tại nơi tôi cư trú. Lệ phí đăng ký kinh doanh mà tôi phải nộp là 100.000 đồng. Sau khi nộp giấy tờ, việc của tôi chỉ là về nhà và chờ đợi. Rất nhanh sau đó chỉ có 3 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh đã gọi tôi lên nhận giấy biên nhận và giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Vậy là tôi đã hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh và có thể bắt tay vào việc mở cửa hàng ngay từ hôm nay. Thế nhưng, sau khi thành lập xong hộ kinh doanh, vấn đề tiếp theo mà tôi quan tâm là mình sẽ phải nộp những loại thuế gì hàng năm. Trước tiên là lệ phí môn bài. Loại lệ phí này được tính theo doanh thu. Nếu doanh thu trên 500 triệu đồng một năm, mức lệ phí phải nộp là 1 triệu đồng. Nếu doanh thu trên 300 triệu đến 500 triệu đồng, mức lệ phí là 500.000 đồng và doanh thu trên 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng, mức lệ phí là 300.000 đồng. Còn nếu doanh thu dưới 100 triệu đồng một năm thì không phải nộp. Tiếp theo là thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Tương tự như lệ phí môn bài, hai loại thuế này cũng được tính dựa vào doanh thu hàng năm. Nếu có doanh thu từ 100 triệu đồng một năm trở xuống thì không phải nộp thuế. Có doanh thu từ 100 triệu đồng một năm trở lên thì phải khai nộp thuế. Số thuế phải nộp được tính trên doanh thu tính thuế nhân với tỷ lệ thuế. Trong đó, tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân dao động từ 0,5% đến 5% tùy từng lĩnh vực kinh doanh. Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng dao động từ 1 đến 5% tùy từng lĩnh vực kinh doanh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại video ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Luật Việt Nam. Để tra cứu toàn bộ hệ thống văn bản và thông tin pháp luật hiện hành, vui lòng truy cập website luatvietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!